Sáng ngày 17 tháng 3, Thị ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị theo quy trình 4 bước để ra soát bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Xuân Lợi, Tỉnh ủy viên Bí thư Thị ủy, Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Hoàng Bá Huy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, trưởng các phòng ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp thị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ là việc làm rất quan trọng để xây dựng bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm những nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng phát triển để đào tạo bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thị xã. Đồng thời quán triệt đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và các chức danh chủ chốt như Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các hội nghị gồm Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của thị xã, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Tổ chức Thị ủy đã thông qua kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín bầu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định. Trên cơ sở tổng hợp kết quả phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị xem xét thống nhất danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cho ý kiến.